Thạch Anh Khói được biết đến là một trong những loại đá quý độc đáo đã thu hút được nhiều gia chủ đam mê phong thủy, yêu thích sở hữu. Viên đá quý này không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên huyền bí mà còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Vậy Thạch Anh Khói hợp mệnh gì? Hãy cùng nhà sàn khám phá điều kỳ diệu từ viên đá này. Khám phá đá Thạch Anh Khói. Thạch Anh Khói Rotoba hay còn được biết đến với cái tên gọi khác như Thạch Anh Xám Khói là biến thể quý của họ Thạch Anh, mà viên đá này sở hữu những màu sắc cơ bản dễ dàng phân biệt từ màu khói nhẹ đến màu nâu sẫm, được tạo từ các bức xạ tự nhiên bởi các thành phần silic tự do. Nhờ vào hiệu ứng ám khói đẹp mắt, sau khi trải qua công đoạn cắt gọt và mài dũa đã tạo ra những viên đá Thạch Anh Khói mang màu sắc nâu vô cùng huyền bí và lấp lánh. Người Ấn Độ xưa quan niệm Thạch Anh ám khói như lá bùa hộ mệnh, giúp chủ nhân loại bỏ mọi sự tiêu cực phiền nhiễu trong đầu hiệu quả. Tác dụng tuyệt vời của Thạch Anh Khói trong phong thủy. Thạch Anh ám khói không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên thu hút ánh nhìn, mà bên trong đá còn chứa đựng sức mạnh tiềm ẩn vô cùng mạnh mẽ, có tác dụng như sau: nâng cao tinh thần, bảo vệ sức khỏe. Từ xa xưa, Thạch Anh ám khói đã được sử dụng như món bảo vật có khả năng đẩy lùi những dòng khí tiêu cực ra khỏi cơ thể. Năng lượng từ đá cũng giúp cơ thể được lưu thông mạch huyết, thuyên giảm các cơn stress, cân bằng trạng thái ổn định giữa thể chất và tinh thần hiệu quả. Không chỉ vậy, Thạch Anh còn chứa đựng năng lượng mang lại sự lạc quan, thư thái cho người sở hữu. Vì được biết đến là viên đá bảo vệ sức khỏe, sở hữu đá Thạch Anh ám khói sẽ giúp chủ nhân kìm hãm được những luồng năng lượng tiêu cực và đem đến một môi trường sống bình an, sinh khí và tài lộc hành thông. Đá Thạch Anh khói giúp trấn trạch trừ tà. Đây được xem là viên đá không chỉ đại diện cho một sức khỏe dồi dào, một tinh thần lạc quan tích cực, mà người ta còn sử dụng loại đá này để trấn trạch trừ tà. Vì vậy, để phát huy tối đa nguồn sức mạnh của viên đá, gia chủ có thể trải Thạch Anh ám khói thô dưới nền nhà, dành cho nhà đang trong giai đoạn thi công, sẽ giúp ngăn chặn các tia ác xạ đi từ lòng đất đi lên hiệu quả. Hoặc sử dụng trụ Thạch Anh khói trang trí tại phòng khách hoặc nơi làm việc sẽ giúp chủ nhân làm ăn suôn sẻ, thu hút vượng khí. Ngoài ra, Thạch Anh khói còn giúp phát triển các mối quan hệ xung quanh, hóa giải các mâu thuẫn trong gia đình và xã hội. Nhờ đó, giúp chủ nhân mở rộng và kết nối được nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đá Thạch Anh khói hợp mệnh gì? Thạch Anh khói sở hữu nhiều công dụng tích cực tượng trưng cho các khí, tài vượng và hút nguồn năng lượng tích cực, giúp chủ nhân giải phóng được những điều tiêu cực hiệu quả. Thế nhưng không phải mệnh nào cũng hợp với đá Thạch Anh khói. Theo phong thủy, Thạch Anh khói hợp với những người mệnh kim và thủy. Gia chủ thuộc hai mệnh này khi sử dụng Thạch Anh khói sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và đón nhận may mắn, bình an trong cuộc sống. Chủ đề hôm nay là những chia sẻ về Thạch Anh khói hợp mệnh gì mà gia chủ có thể tham khảo. Với những lợi ích tốt đẹp của viên đá quý này sẽ bổ trợ cho chủ nhân về mọi mặt trong cuộc sống. Để tìm mua Thạch Anh khói chất lượng, hãy liên hệ ngay với nhà sàn qua số 0903 097626 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Nếu thấy video hôm nay hay và bổ ích, bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại ở chủ đề tiếp theo.